danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Chào mừng tất cả các bạn học sinh đã đến với môn tiếng Việt lớp 5. Cô là cô giáo Phạm Thị Hoài Thu. Hôm nay cô rất vui mừng khi được gặp các con trong video lần này. Chúng ta đang đến với chủ điểm cánh chim hòa bình. Đây là chủ điểm thứ hai trong chương trình tiếng Việt lớp 5. Tên của chủ điểm cánh chim hòa bình đang gợi cho chúng ta hình dung về nội dung của các bài học trong tuần rồi phải không nào? Các con biết không? Trên thế giới có một sự kiện rất lớn xảy ra trong thế kỷ 20 khi Tổng thống Harry Truman ra lệnh ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản. Cụ thể là ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên Little Boy đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai mang tên Fat Man đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki. Các con đang được quan sát trên màn hình là đám mây nấm từ bom nguyên tử trên bầu trời Hiroshima và Nagasaki. Chiến tranh thật là đáng sợ phải không? Nó đem lại cho con người nhiều mất mát, đau thương. Sau vụ ném bom đã có rất nhiều người chết, nhiều người bị thương và để lại những di chứng trong nhiều năm sau. Tội ác của chiến tranh hạt nhân và khát vọng sống của con người như thế nào? Các con hãy cùng cô tìm hiểu qua bài đọc ngày hôm nay. Tập đọc Những con sếu bằng giấy theo những mẩu chuyện lịch sử thế giới. Các con hãy cùng cô lắng nghe bài đọc nhé. Những con sếu bằng giấy. Ngày 16 tháng 7 năm 1945, nước Mỹ chế tạo được bom nguyên tử. Hơn nửa tháng sau, chính phủ Mỹ quyết định ném cả hai quả bom mới chế tạo xuống Nhật Bản. Hai quả bom ném xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki đã cướp đi mạng sống của gần nửa triệu người. Đến năm 1951, lại có thêm gần 100.000 người ở Hiroshima bị chết do nhiễm phóng xạ nguyên tử. Khi Hiroshima bị ném bom, cô bé Sasako Sasaki mới 2 tuổi đã may mắn thoát nạn. Nhưng em bị nhiễm phóng xạ. 10 năm sau, em lâm bệnh nặng. Nằm trong bệnh viện, nhẩm đếm từng ngày còn lại của đời mình. Cô bé ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ 1.000 con sếu bằng giấy treo quanh phòng, em sẽ khỏi bệnh. Em liền lặng lẽ gấp sếu. Biết chuyện, trẻ em trên toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã tới tấp gửi hàng nghìn con sếu giấy đến cho Sasako. Nhưng Sasako chết khi em mới gấp được 644 con. Xúc động trước cái chết của em, học sinh thành phố Hiroshima đã quyên góp tiền xây dựng một tượng đài tưởng nhớ những nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại. Trên đỉnh tượng đài cao 9 mét là hình một bé gái giơ cao hai tay nâng một con sếu. Dưới tượng đài khắc dòng chữ: Chúng tôi muốn thế giới này mãi mãi hòa bình. Theo những mẩu chuyện lịch sử thế giới. Đến với tuần học này, chắc hẳn các con còn không lạ lẫm với những cách học của cô rồi. Với bất kỳ một bài tập đọc nào, chúng mình cũng tìm hiểu theo 3 phần. Luyện đọc đúng, tìm hiểu bài, và cuối cùng, luyện đọc hay. Trong phần luyện đọc đúng, chúng ta cùng tìm hiểu cách đọc những từ khó phát âm hoặc dễ lẫn. Trên màn hình xuất hiện những tên riêng nước ngoài đã được phiên âm sang tiếng Việt. Các con lưu ý đọc chính xác. Hiroshima, Nagasaki, Sasako, Sasaki. Trong bài cũng xuất hiện một số những câu dài. Ví dụ hai câu trên màn hình. Theo các con, ngắt nghỉ hơi như thế nào cho hợp lý? Chúng mình hãy tham khảo cách ngắt nghỉ hơi của cô nhé. Nhưng Sasako chết khi em mới gấp được 644 con. Xúc động trước cái chết của em,
học sinh thành phố Hiroshima đã quyên góp tiền xây một tượng đài tưởng nhớ những nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại. Các con biết đấy, để đọc đúng, việc ngắt nghỉ hơi cũng hết sức quan trọng. Trong bài, ngoài hai câu trên màn hình, còn có một số những câu dài khác. Các con hãy đọc lướt lại một lần, sau đó dùng bút chì ngắt nghỉ vào trong sách giáo khoa. Để tìm hiểu nội dung bài được đúng, chính xác, chúng mình cũng không quên tìm hiểu nghĩa của một số từ khó. Các con đã nghe thấy bom nguyên tử bao giờ chưa? Bom nguyên tử là bom có sức sát thương và công phá mạnh gấp nhiều lần bom thường. Phóng xạ nguyên tử là chất sinh ra khi bom nguyên tử nổ, rất có hại cho sức khỏe và môi trường. Còn loại chuyện dân gian về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử nhưng mang nhiều yếu tố thần kỳ, được gọi là truyền thuyết đấy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần thứ nhất rồi. Hoàn thành xong phần này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta đến với phần tìm hiểu bài. Sau khi đọc bài đọc, các con hãy cho cô biết nước Mỹ đã chế tạo và ném thứ gì lên Nhật Bản? Các con trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn một trong bốn phương án. A. Bom nguyên tử. B. Tàu vũ trụ. C. Bom B-52. Và D. Hạt nhân nguyên tử. Và phương án chính xác đó là phương án A. Nước Mỹ đã chế tạo và ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Hai quả bom nguyên tử đã được ném xuống thành phố nào của Nhật Bản vậy? Phương án A, Nagasaki và Tokyo. Phương án B, Hiroshima và Osaka. Phương án C, Nagasaki và Nagoya. Cuối cùng là phương án D, Hiroshima và Nagasaki. Chắc chắn các bạn đều đưa ra câu trả lời đúng, bởi lẽ từ đầu bài học, cô đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần tên của hai thành phố này. Đó chính là phương án D. Hai quả bom nguyên tử đã được ném xuống thành phố của Nhật Bản, đó là Hiroshima và Nagasaki. Chúng ta thấy được rằng Mỹ đã ném hai quả bom này xuống thành phố của Nhật Bản. Vậy bom nguyên tử đã gây ra tai họa gì cho người dân Nhật Bản? Phương án A, cướp đi sinh mạng hơn nửa triệu người. Phương án B, cướp đi sinh mạng của 100.000 người. Phương án C, cướp đi sinh mạng gần nửa triệu người. Và phương án D, gần nửa triệu người mất mạng và 100.000 người nhiễm phóng xạ nguyên tử mà chết. Các con đã đoán ra được câu trả lời rồi phải không? Bom nguyên tử đã khiến cho gần nửa triệu người mất mạng và nhiều năm sau 100.000 người nhiễm phóng xạ nguyên tử mà chết. Vậy là hậu quả mà hai quả bom nguyên tử này ra gây ra vô cùng nghiêm trọng. Hậu quả để lại của bom nguyên tử ảnh hưởng tới rất nhiều người, trong đó có cô bé Sasako Sasaki. Các con thấy đấy, hai quả bom nguyên tử đã ném xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Thật là may mắn, cô bé Sasako Sasaki 2 tuổi đã may mắn thoát nạn, nhưng em bị nhiễm phóng xạ và 10 năm sau em lâm bệnh nặng. Các con có thể thấy tác hại của bom nguyên tử để lại là vô cùng nghiêm trọng. Bài đọc ngày hôm nay, ngoài việc phản ánh tội ác của chiến tranh, cũng nói lên khát vọng hòa bình, khát vọng sống của biết bao nhiêu trẻ em trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng gì cô bé Sasako Sasaki đâu. Đọc đoạn văn vừa rồi, các con hãy cho cô biết, cô bé hy vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào? Cô đã tin và làm theo truyền thuyết, gấp đủ 1.000 con sếu bằng giấy, treo quanh phòng thì sẽ được khỏi bệnh.
Các con ạ, cô bé với tuổi đời còn quá ít ỏi đã ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ 1.000 con sếu bằng giấy treo quanh phòng, em sẽ khỏi bệnh. Nhưng thật đáng buồn, cô bé đã chết khi mới gấp được 644 con. Với tình yêu thương đồng loại và thái độ phản đối chiến tranh, cảm thông với hoàn cảnh của cô bé Sasako Sasaki, cho nên trẻ em trên toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã tới tấp gửi hàng nghìn con sếu bằng giấy đến cho Sasako. Nhưng mọi việc đều không thể giành lại cuộc sống. Xúc động trước cái chết của em, học sinh thành phố Hiroshima đã làm gì? Quan sát vào hình ảnh bên tay phải màn hình, chúng ta dễ dàng nhận thấy học sinh thành phố Hiroshima đã quyên góp tiền xây dựng tượng đài khắc dòng chữ "Chúng tôi muốn thế giới này mãi hòa bình". Trên đỉnh tượng đài cao 9 mét là hình một bé gái giơ cao hai tay nâng một con sếu. Dưới tượng đài khắc dòng chữ "Chúng tôi muốn thế giới này mãi hòa bình". Nếu như có cơ hội đứng trước tượng đài này, các con sẽ nói gì, làm gì hay có cảm xúc gì? Hãy chia sẻ những cảm xúc của mình với cô qua phần bình luận ngay dưới video này nhé. Vậy là câu chuyện của Sasako, Sasaki và hành động của các bạn nhỏ trên thế giới đã để lại trong lòng độc giả rất nhiều cảm xúc. Qua đó, các con chắc hẳn đã nắm được nội dung của bài đọc rồi. Bài đọc tố cáo tội ác của chiến tranh hạt nhân và bày tỏ khát vọng hòa bình của trẻ em trên toàn thế giới. Hãy yêu và trân trọng cuộc sống hòa bình của chúng ta đang có và sẵn sàng chung tay bảo vệ cuộc sống hòa bình trên trái đất. Với phần tìm hiểu bài vừa rồi, chắc hẳn các con sẽ có ích hơn trong phần luyện đọc hay. Với nội dung bài vừa tìm hiểu, chúng mình cần xác định giọng đọc cho phù hợp. Giọng trầm buồn, chậm rãi, thể hiện sự xúc động, thương cảm. Và đừng quên ngắt nghỉ hơi hợp lý ở những câu văn dài, nhấn giọng ở một số từ ngữ quan trọng trong câu. Các con hãy bấm nút dừng màn hình, sau đó luyện đọc diễn cảm đoạn văn xuất hiện trên màn hình. Lưu ý có câu dài: "Nằm trong bệnh viện, nhẩm đếm từng ngày còn lại của đời mình, cô bé ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ 1.000 con sếu bằng giấy treo quanh phòng, em sẽ khỏi bệnh". Và các con cũng chú ý nhấn giọng ở những từ và cụm từ như may mắn, phóng xạ, lâm bệnh nặng, nhẩm đếm, 1.000, lặng lẽ, toàn nước Nhật, tới tấp, chết. Cô hy vọng rằng sau bài học này các con đã hiểu được bài và luyện đọc được diễn cảm toàn bài. Vậy là tiết học của cô trò mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con trong những video lần sau. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.